cái dây chói ra. Ê ê, nó còn sống nha, để nó chút xíu đi, rồi nó kẹp lên đó. Cái à, đâu có củ gạch cao. Này gạch béo ngon nè, thèm quá. Đây, mình sẽ tách ra, mình sẽ rưới vô trong gỏi này một ít, đây, nó sẽ ngon hơn. Hai, à, xin chào buổi sáng cả nhà. Hai chồng mình thì bữa nay sáng đang chuẩn bị đang nấu cơm sáng ăn, mà trời đang mưa, mưa hồi hôm tới giờ. Đó, nghe cả nhà có nghe tiếng lốp bóp không? Tại vì mình ngồi dưới miếng cao su nè, đó, cái cabin mình che miếng cao su ra, thằng mình mới ngồi ở sau mình làm đồ ăn được. Mùa mưa á, thì ở dưới ghe rất là cực, tại vì không có chỗ nào trốn chứ. Đó, ở dưới, trong ghe, dưới hoặc là muốn ra ngoài là ra được ngoài đây thôi, hoặc là lên cabin ngồi, nhưng mà lên cabin á thì nó sẽ bị nước nó tạt. Cho nên thì đi ghe mà vô mùa mưa thì cực khổ lắm. Mà hiện tại đang là mùa mưa bão luôn. Đó, thì mình đi bán được hơn 10 ngày, mười mấy ngày. Thì mình về đây cũng được 2-3 ngày. Đó, thì lo mình ngày hôm qua có đi vào đồ một ngày. Đó, còn hôm nay thì chắc rảnh gan. Bữa nay không làm gì thì bữa nay ở nhà cố gắng quay một clip cho bà con xem. Nắm sợ cái đầu nó hơi cái đầu thì thái em quen đất lên nha. Đi nghe qua là quá trời lắm, thấy thật. Bây giờ mình đi hái rau cần cua. Vũ lại đang nó còn lên lại thì nó sẽ heo mấy cái chậu kiển của mình trồng á, chậu kiển này của Dương Ba trồng nè. Đấy, nhiều lắm nha. Mình sẽ vũ lại tại vì nó đã muốn già. Vũ cái hộp lại. Hôm nay chắc mình cuốc hết cái đám này luôn quá. Đấy đâu, lá gầy. Cho con xin vài con rau nghe Dương Ba. Hôm mốt ông nói mà sao mày hải mà không sinh, tao nói có sinh rồi. Hai chồng mấy bộ gia đam á, sinh kiểu này là sinh nhiệt tình luôn nè. Ừ. Có gia đam chè đậu xanh ăn nè. Trời, gia đam mà nấu chè đậu xanh ăn nó mát, mát mà ngon nữa. Ừ, ăn không? Ăn. Ăn rồi nấu luôn. À thôi. Ừ. Ở sắc đâu từ sáng sớm tới 11 giờ nó xong. Dữ vậy. Đây nè, ông tin không ngon làm thao đi, rửa sạch bẹ phải không? Cái gọt con nữa phải không? Cái bắt đầu bầm trên cái miếng bẻ á. Giờ mình sẽ đi hái ngò gai. Wow. Ủa, ngò gai của cô Sáu xịn không? Đầy chân nè. Wow, nguyên một vàng quế luôn. Đây mình sẽ hái thêm một ít rau quế. Đây cả nhà thấy trái cam trong đây không? Đó. Đây, rất chi là xịn sò luôn nha. Rất bự. Cậu Sáu thì đang chiết. Chiết cây này ra đang mình trồng thêm một cây nữa. Hãy hai trái luôn, mình đang trái nữa nè. Ôi ôi. Rồi. Rồi. À, mình sẽ đi vô. Bụi xả nó tàn tạ rồi. Hai chơi bụi xả trên kia trồng. Không im bả xuống, bả bứng xuống đây rồi. Ồ, cây bông chan dữ không? Này bông luôn, không thấy miếng lá nào chứ. Đấy, ở trước cửa kho của chị Hai á có cái vườn rau mini, có đầy đủ rau hết. Đấy, vườn rau này cũng đóng phần nhiều lắm trong mấy cái clip của mình này nha. Đây cũng như bụi bạc hà này nè, đó là mình quay mấy clip rồi đó, rồi rau cần gì lá rồi quế này kia đồ nữa nè, mùa theo nữa hả. Hai ký ngán tiền. Hả? Cái xương
Trái tim hả? Mấy cái đó người ta dặn cái gì á. Trái tim cái gì? Bụng đái ta dặn. Rồi bye bye. Rồi đi. Ủa thì vợ mình đã mặn rồi, chế biến xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt riếp lên, lên luộc. Lon thì đang làm thịt lại cho nó sạch. Bắt con muỗng để vô vô không? Hả? Để luôn chị Hai. Chị Hai thì mới xuống. Thịt này thì nhúng lẩu hả? Lẩu. Lẩu ngọt hay gì? Lẩu ngọt, nhúng rau, nhúng với rau muống rồi trên giường của cậu Sáu đồ ưa hái cho nó. Rồi mình sẽ gấp ra cho nó nguội. Nguội xong bắt đầu mình sẽ tách nó ra. Tách phần thịt nó ra khi hết trơn. Bắt đầu mình hồi mình mới để vô ra con cua. Mình bóp gỏi. Mấy này ăn cua dữ luôn. Cua suốt. Cua cái này rẻ cho nên đi bán á. Người ta cho nhiều lắm. Đây cua đã xong rồi nè. Đây hơi nóng. Gạch này gạch béo. Đây nè, cái phần gạch béo là gạch vàng vàng này nè. Đấy, ở đây người ta sẽ kêu là gạch béo. Chứ nó chưa lên ra được gạch son nha. Giờ mình sẽ tách ra. Thấy bây giờ chị Ba nãy giờ đi rửa rau gì nè. Rửa rau xuống. Ôi ôi, nhìn thao rau hấp dẫn cực kỳ. Tét con nguội cho bà tét cách sao. Nó đã. Tét con miếng bự gì đó. Tét sao vợ mình cũng chưa biết nữa. Đó gì chưa có ăn món này luôn. Chưa trộn này lần nãy chứ. Bữa nay là nguyên ở đây là chưa ăn món này luôn đó. Chỉ con lên với ba rồi. Ở dưới đó con. Chứ không phải lột ra luôn thịt luôn hả? Không, đâu lột á, ai lột. Cũng như là mình bẻ miếng miếng vậy thôi. Có xương là chút đỉnh gì rồi đó. Ừ vậy đó chứ ai đâu mà ở không đâu mà tát hết. Trời, con cua phải hấp dẫn cực kỳ, xịn dữ rồi. Thì hàng chị Ba đem gì không? Đầu bở thì biết rồi, nãy giới thiệu rồi, nói chị Ba không mua, chị Ba vừa người ta cho. Bà không chết hết mấy con. Đây cua chắc chắc không à cả nhà. Đây như con này, ôi ôi. Con này ha, không có gạch béo nha. Con này miếng. Con con hả? Còn có yếm vuông á, con vuông nha. Con bạn lột cái này ra đại hai bà lại xíu. Có cô ra tính là gì? Đây, mình sẽ tách ra. Bữa hôm làm rớt con. Nha, ông Hoàng làm rớt, ông cho uống nước cái ống móc này nè, cái ống đổ ra, ông đổ luôn. Con càng này á, thì do nó bự quá, mình sẽ đập nó ra. Đấy. Cua này cũng được chứ không chắc không con nãy có chắc. Cái ghe gì đó, nhà nó có ăn đâu đem. Thì trong đây chị Hai có để khoảng nửa chén chấm. Với hai muỗng đường. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều vô, rồi mình sẽ bóp cái phần rau. Chị Hai cho thêm một ơi, mấy cái này. 4-5 trái ớt vậy đi. Mấy này ngon là nghe chị Hai cái này. Ớt nhiều ngon. Để rồi. Rồi. Hồi nãy giới thiệu là đường nhưng mà quên như có muối phải không? Trời ơi, trong gỏi tôi có muối chứ. Nhiều muối. Giờ có biết đâu nói. Không, nãy để có nhiều muỗng canh không? Muỗng canh. Không, không được muỗng canh đâu. Không được muỗng canh nha. Muỗng cà phê. Hãy biết đâu món này lạ, ngon quá mốt. Ta mặn heo, người ta cũng mới biết cách ta mặn. Trời, phải nêm. Có thiếu thì thêm. Thiếu thì thêm. Thì hồi nãy là một nửa chén giấm. Dưới hai muỗng đường, muỗng canh. Qua nãy giờ không bằng nước mắm. Chưa bằng nước mắm nữa nha. Không, hồi bằng nước mắm rồi mình gứa vô trong đây luôn nè. Gứa vô nước miếng với chấm, cái này chấm nước mắm. Xong hết rồi, còn vừa món gỏi hết rồi.
Đói quá, hồi ăn hồi no nghỉ. Đói hồi ăn no nghỉ. Dụ dụ mấy bà. Không, à, thấy không, thao gỏi không còn nhiêu chứ. Đảm bảo chăm chăm luôn. Thấy vậy đó, nó còn xẹo nữa. Mà cũng nhiều. Hơn dĩa được à. Đâu, dĩa gì? Hai dĩa không? Trời, ăn đâu vậy không hả? Cua đâu. Không có dính cái gì hết trơn á. Để cua cái đầu mình hồi mình chan miếng nước mắm nêm vô nữa là mình vừa ăn luôn. Tô cua à. Cho cua vô luôn hay gì? Cho cua vô cho. Gia đĩa một cái đi. Cho vô đó luôn. Cái gặp này một hồi chắc nó sẽ hòa tan vô ha. Nó vô với nó dính vô cái cua mình đó. Hả? Ôi ôi, như đây 5 con cua, ít gì nữa trời. Quý. Quý. Không, cái này gấp cái chừng 2 dĩa, 5 con cua nhiều lắm nha. 5 cái đó đi. Đây chị ba đang làm nước tương, uống nước mắm. 5 cái đó với đang một cái chảo nha chị. Đây, người ta đây, đang dặn đồ của vợ mình. Rồi. Rồi, vậy nó không chị? Bữa nào chị xuống? Bữa nay mấy ta? Cỡ 16, 17 vậy đó chị. Bây giờ mình sẽ thu dọn chiến trường trên đây, mình sẽ dọn cơm ăn trên đây luôn. Ăn cơm, bữa nay chắc ngon lắm. Cơm ngon, thấy món gỏi là tôi kết rồi không? Kết rồi đó. Món này theo tao phải chừng mớ. Hai bạn con cua nữa. Cỡ nhiêu cua rồi. Ai chị bà tính ra hay nếu mà hao gỏi này bà bán nhiêu tiền, nếu mà 5 con cua nữa là 10 con cua. Mà có con cua bọng hữu thế không lon, còn lại cua chắc không đó. Một con cua bọng. Cua này nó nhỏ. Ủa cua em vuông mà có đâu bự. Cua em vuông đâu bự. Vô cái coi lấy lò ga xuống. Đấy, cái nước mắm chị ba đã làm rồi nè, nhưng mà mình chưa quay đường lên nè. Bây giờ mình sẽ quay đường vô. Sẽ rưới vô trong gỏi này một ít. Nó sẽ ngon hơn. Bắt đầu mình sẽ trộn đều lên. Đưa cái dĩa. Giờ cua ít quá mình gấp ăn gian đi. Gào càng cua ở dưới đầu mình để cua chờ để trên mặt. Chị chơi làm sao vậy? Không, nó chơi chứ rỉa cua gì được rồi đâu, cua dữ sao. Trời, nhiêu đó 5 con cua. 4-5 con cua rồi nè. 3 rồi 5 con cua. Cho mấy cái càng lên trên nè chị hai. Ủa cái nồi cơm đó. Đó, mình để lên vậy là mình nhìn thấy cua nhiều rồi. Ừ, khăm lên đem ăn hết đi. Nói gì chứ bà đãi đám thôi, đãi này sao đãi nổi. Thấy cái câu đó là câu của miệng của chị ba, cứ mang đồ ăn ra là chị ba là ngon quá. Chứ mình, đúng rồi, không nói ngon sao ăn đúng này. Rồi cái đó là mình cổ động tinh thần mình trước. Đấy, ông đang ăn món ruột của chị hai, chị ba nấu không chắc chắn là sẽ ngon rồi, tại vì nếu mà cái rau mà cái bằng cua á nó mát. Má nhìn cơm ơi. Đúng không? bữa nay là mình không có nhậu nha, ăn cơm nha. Nay nhậu ăn cơm à. Đây, thử một miếng rồi. Có hết chưa? Có hết rồi. Rồi ăn rồi gặp cái này chưa ăn được. Nút vào không? Đây, có miếng này là có cua nè. Có cua giờ, biển, có gà cua luôn. Đây, sẽ chấm vô. Ngon quá. Này không? Chưa. Chị mà chưa ăn cơm mà đâu biết đâu. Ăn thử miếng gà bằng cua nè. Cái món này mà đãi nhậu cái là hết sỉ anh hai. Có đồ nó đãi nhậu. Năm con cua chị hai mới nói đắt quá, phải 5 con cua nữa, tôi nói vậy 5 cua thôi. Chạy ra cái phao này nhiêu tiền. Cua mình xé ra. Ngon dữ luôn á chị hai. Trời ơi, không muốn điện tôi đồ quá. Đây dạ. Trời ơi, trời ổng gặp tôi thôi. Mình lăn gặp pháo. Ê, ăn cái gì không?
Trời ơi, mình lại nó mừng không hết nữa. Ê, nó sao nó chịu đi chợ? Ê, cứ nói mà làm nghe đó. Cái đó nó thành thành là cắt được không? Được. Mới ăn lần đầu mới. Chị hai ba hồi nấu mà hồi sáng làm món này là có chưa ăn. Được rồi. Hả? Được rồi. Chưa. Anh hai gọi ha. Ừ. Chị hai chưa ăn rồi. Thấy một đồ đâu cơ. Ai biết cái hồng cua tôm hết có như tên ngõ vỡ chưa? Vậy đó hả? Trời ơi, thôi thôi. Chắc luôn trong cái chỗ á. Em này phái nhất là gan cua luôn. Trong ngõ vỡ chưa? Cái miếng cua này chấm vô cái miếng à. Cái miếng nước mắm á. Không. Thôi chấm vô mắm. Này không ăn á. Không ăn thì phải nhổ bỏ chứ để làm chi. Giờ này chín rồi. Không sôi nổi, gió. Nấu gió gì không đâu. Mà muốn hết đi. Còn ít. Vừa vừa gì ăn được, cái chín quá cũng ngon. Ăn cái miếng này ngại quá. Đây, đây là cái càng hồi nãy. Cái càng này giờ mình lột sẵn nè. Cặp thêm miếng rau càng cua nữa. Khi mà mình ăn chung hai cái cua, thịt cua thì nó hôm sẵn rồi. Đó, rau càng cua thì nó có thể đem lại cho mình cái vị giòn. Hơi giòn giòn. Dù gì ngã gì đó. Hai món này kết hợp ăn cũng ngon. Đấy, nãy giờ chưa đủ, chưa ăn. Nãy giờ chưa ăn tới cái lẩu luôn. 30 ngàn mua được. Nguyên cái càng cua nhìn hấp dẫn. 30 ngàn mua được củ rau đó hả? Trời làm gì mua được. Ừ, nãy mà còn thiếu món nữa nha. Món gì? Mùa tê. Ừ. Không chứ. Ừ. Nó quỳnh với lấy đậu gồng mà để cho đen đúng không? Ừ. Đậu gồng chua ngon. Đậu gồng cũng chua. Chua chứ ngọt cũng vẫn ngon á. Cũng bằng. Cũng chín rồi là nó không hôi được dễ ăn. Ừ. Đậu gồng chua quá rồi, đó giờ. Không, bên đây hát ra, bên đó hát ra con cua không? Bên đây gì này cua không hả? Thế bà hai nó nhẹ tách cua. Là nó dặn rau không? Cho nó về bẻ gì cái còn xương quá.